Khi tang lễ được diễn ra, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến nhẹ ngào nói chắc không kịp nhìn con trai lần cuối. Đến khi tôi sang Mỹ chắc con cũng được an táng rồi. Bà Ánh cho biết, con dâu ở Mỹ đang lo rất nhiều việc nên cũng không hỏi liên tục vì sợ làm phiền. Ở bên đấy bây giờ người ta rất trộn rộn, tôi cũng không muốn làm phiền. Để khi nào xong xuôi hết thì tôi mới nói chuyện chứ giờ có nói thì cũng không làm được việc gì hết. Bây giờ tôi cũng chưa cập nhật được tình hình của cháu nội. Bên đó bé cũng có ông bà ngoại cuộc sống của họ để họ sắp xếp chứ tôi đang dối trí, không có cập nhật được gì hết. Nói về việc sang Mỹ nhìn mặt con trai lần cuối, bà Ngọc Ánh chia sẻ, những ngày qua do quá bận rộn nên chưa chuẩn bị giấy tờ. Bà không kịp sang dự tang lễ của Đức Tiến nhưng sẽ cố thu xếp qua để viếng mộ phần con. Tôi chưa làm gì hết, mấy nay chưa thể làm được. Tôi chỉ mới chụp hai tấm hình để đó, giờ không có đầu óc, từ từ đi. Tôi nghĩ giờ qua thì mọi chuyện đã xong rồi, cũng đã an táng rồi. Thôi để mọi việc xong xuôi hết, từ từ tôi cũng sắp xếp qua. Trước đó bất ngờ xuất hiện đoạn video, trong đó bà Ánh Tố Bình Phương không chịu nghe máy cũng như ký giấy bảo lãnh bà sang Mỹ, Bình Phương liền đáp trả bằng cách chụp màn hình toàn bộ đoạn tin nhắn giữa cô và mẹ chồng để chứng minh mình không như những lời tố cáo kia. Được biết, khi bà Ánh tổ chức tang lễ tại Việt Nam cho con trai thì xuất hiện thông tin gia đình bên Mỹ của Đức Tiến không hài lòng về việc bà tổ chức lễ viếng tại Việt Nam cho nam diễn viên trước, khi di thể của anh còn nằm trong nhà quan. Những ồn ào này hiện đang tạm lắng xuống trong những ngày diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ Đức Tiến tại Mỹ. Gần đây cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip, trong đó con dâu Bình Phương tự tay gọi video để mẹ chồng nhìn mặt Đức Tiến lần cuối trước khi nắp quan tài được khép lại. Sau khi xem đoạn clip, mọi người không khỏi cảm động trước cách hành xử rất tinh tế của bà xã Đức Tiến, đồng thời ai nấy đều cảm thương khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt tin nóng được biết nhé.